Nga đánh chặn một loạt tên lửa Ukraina, gồm vũ khí thay đổi cuộc trời. Giữa lúc nhen nhóm phạt cổng, Ukraina hứng một loạt cơn mưa tên lửa dồn dập. Quan chức thân Nga đánh giá, 4 vạn chiến binh Ukraina có thể đã mất sức chiến đấu. Nga nói phương Tây bất chấp hậu quả, thúc ép Ukraina phản công. Cựu Ngoại trưởng Mỹ nói Ukraina nên chịu mất bán đảo Crimea để tránh thảm họa. Moscow không loại trừ khả năng anh giúp Ukraine tấn công trên lãnh thổ nga. Các tin tức khác: Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước cuộc bầu cử cực kỳ quan trọng. Ô tô bị cuốn trôi giữa dòng lũ ở Tây Ban Nha. Hành khách Hàn Quốc tiết lộ lý do bất ngờ khi mở cửa máy bay ở độ cao hơn 200m. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Xin chào quý vị, Hồng Quân rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình tin nóng. Thưa quý vị, hãng tin Sputnik News cho rằng, truyền thông phương Tây nhiều lần tuyên bố lực lượng của Nga sử dụng vũ khí cổ lũ sĩ không thể so sánh với khí tài của các nước NATO đang được triển khai trong xung đột tại Ukraine. Những video sau đây chứng minh điều ngược lại, theo Sputnik News. Hệ thống phòng không m 1 là một trong những vũ khí được Nga sản xuất và triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chúng đã phát huy sức mạnh giúp bảo vệ binh sĩ Nga khỏi các đòn không kích của đối phương. Trong ví dụ thể hiện qua video này, một đơn vị Nga đã sử dụng Tor M1 ở phòng tuyến gần thành phố Liman thuộc Donetsk. Ngay sau khi phát hiện các UAV của Ukraine đến gần, hệ thống phòng không của Nga đã vô hiệu hóa chúng, ngăn chặn đòn tấn công. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các vũ khí phòng không của Tor M1 đã được phóng chính xác, tiêu diệt các mục tiêu đặt ra hiểm họa tiềm tàng với binh sĩ Nga hãng tin Sputnik News không đề cập về thời điểm cụ thể của vụ đánh chặn. Cho M1 là hệ thống tên lửa đất đối không, tầm ngắn được thiết kế để chống lại trực thăng, máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình, được trang bị hai radar. Nó có thể theo dõi và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc với 8 tên lửa dẫn đường. Hệ thống tên lửa phòng không cho M1 của Nga dù không phải là loại tên lửa phòng không hiện đại nhất nhưng hoạt động rất hiệu quả. Phiên bản hiện đại hóa của hệ thống này được đưa vào trang bị từ năm 1991 và hiện vẫn phục vụ trong quân đội của Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 26 tháng 5 cho biết các hệ thống phòng không của Moscow đã đánh chặn hai tên lửa chiến thuật Chrome 2 cùng với 10 pháo HIMARS và hai tên lửa tầm xa Storm Shadow của lực lượng Ukraine. Nga tiếp tục thông báo đã bắn hạ tên lửa Storm Shadow của Anh cấp cho Ukraine, mà phía Kiev hy vọng có thể giúp thay đổi cục diện do tên lửa này cung cấp năng lượng tấn công ở phạm vi rộng hơn. Hy vọng này có lẽ sớm tan biến trên thực tế. Mới đây, vào ngày 26 tháng 5, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn một tên lửa tác chiến chiến thuật Chrome 2, 10 rocket phóng từ HIMARS và hai tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Được biết, Anh từ ngày 11 tháng 5 trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định, Storm Shadow có thể là vũ khí thay đổi cuộc chơi khi Kiev chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đối phương tổn thất tới 190 binh sĩ, 6 đơn vị thiết bị quân sự ở hướng Donetsk trong ngày 25 tháng 5. Một kho đạn tại vùng này cũng đã bị xóa sổ. Ukraine còn mất khoảng 120 binh sĩ ở các phòng tuyến miền Đông, gần Kubiansk và Liman trong ngày 25 tháng 5. Trong khi đó, phía Kiev tố tên lửa của Nga đã rơi trúng một phòng khám ở thành phố miền đông Nam Dnipro, khiến hai người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Đoạn video quay lại cảnh hiện trường cho thấy phần lớn tòa nhà 3 tầng bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này. Theo chính quyền địa phương, một người đàn ông 69 tuổi đã thiệt mạng khi đi ngang qua phòng khám, trong khi thi thể của một người đàn ông khác được tìm thấy dưới đống đổ nát thống đốc tỉnh Dnipro, ông Serhiy Lysas cho biết, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Dnipro còn làm hư hại một phòng khám thú y, một số chung cư, nhà cửa và phương tiện đi lại của người dân. Hoạt động cứu hộ và tìm kiếm vẫn đang được gấp rút triển khai. Kể từ đầu xung đột, Nga luôn bác bỏ việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường. Thông báo của các bên về tình hình giao tranh hiện chưa thể kiểm chứng. Thưa quý vị, quan chức của Ukraine ngày 26 tháng 5 khẳng định đã bắn hạ 10 tên lửa và hơn 20 UAV của Nga tập kích ban đêm. Những khu vực hứng đòn tấn công bao gồm thủ đô Kiev, thành phố Kharkiv, thành phố Dnipro và vùng miền đông. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo lửa bùng lên ở vùng ngoại ô thành phố Đông Bắc Kharkiv sau khi một kho dầu bị tấn công hai lần, các thiết bị để bơm dầu đã bị phá hủy. Nga đang tăng cường tấn công tên lửa và UAV trên khắp Ukraine trong tháng này, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng và đường dây hậu cần, cố gắng bào mòn năng lực phản công của Kiev. Lực lượng không quân của Ukraine cho biết đã bắn hạ 10 tên lửa phóng từ biển Kaspi, cộng với 23 UAV Sahel và 2 UAV trinh sát trong đêm ngày 25 tháng 5. Nhiều UAV và tên lửa cũng ồ ạt à trút xuống các mục tiêu ở tỉnh Kharkiv và tỉnh Dnipropetrovsk. Ông Serhiy Lysak, thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk, bày tỏ, đêm qua thật kinh khủng tiếng nổ vang lên đinh tai không dứt. Kẻ địch thực hiện đợt không kích khổng lồ trên toàn tỉnh bằng tên lửa và UAV. Thành phố Dnipro chịu đựng đau đớn. Ông Lissas cho biết nhiều ngôi nhà, ô tô, doanh nghiệp tư nhân, trạm xăng đã bị tấn công tàn phá. Một nhân viên trạm xăng bị thương. Quan chức ở Kiev nói rằng trần của một trung tâm thương mại, một nhà riêng và nhiều ô tô bị phá hủy. Tương tự, thống đốc tỉnh Kharkiv thông báo nhiều ngôi nhà và xí nghiệp bị tấn công gây thiệt hại. Phía Nga khẳng định chịu anh kích chính xác nhằm phi quân sự hóa Ukraine và không nhắm vào mục tiêu dân sự. Trong một diễn biến khác, thì hãng TASS đưa tin Đại tá Vitaly Kisalev, một chuyên gia quân sự từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, cho biết quân đội của Ukraine đã chịu thương vong khoảng 35.000 đến 40.000 người trong cuộc chiến giành Soledad và Banmuth ước tính Ukraine tổn thất 35 đến 40.000 người, đó là tổn thất khó lòng bù đắp được, ông Kizilev nói trên đài truyền hình Nga. Bên cạnh đó, gần đây rộ tin tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zanusny, bị thương nặng trong một lần Nga oanh kích phải làm phẫu thuật và khó tiếp tục công việc. Bình luận về việc này, một quan chức thân Moscow, ông Zanzgagin, nói trên đài truyền hình nhà nước Nga hôm 25 tháng 5 rằng Ông Zalutny là một tướng giỏi và Kiev sẽ tổn thất khủng khiếp nếu thiếu ông ở vị trí chỉ huy. Thực ra, hiện giờ không thể xác định chắc chắn tình trạng của ông Zalutny. Thông tin bị bưng bít bởi chính quyền ở Kiev. Tôi hiểu rõ, họ phải che giấu những thông tin nhạy cảm như vậy. Nếu ông Zalutny có mệnh hệ gì, quân đội của Ukraine sẽ tổn thất rất lớn. Ông ấy là vị tướng giỏi ở phe địch, ông Gagi nói. Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Nga, ông Sergei Nariskin vào ngày 24 tháng 5 cho biết. Moscow nắm được thông tin mật nhưng không thể tiết lộ với báo chí. Ở Kiev, thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Maria bác tin tướng Januzny bị thương. Sputnik News dẫn nguồn tin thân cận cho rằng trong vụ Ukraine bị tố dùng các tàu không người lái USV để tấn công thất bại vào chiến hạm của Nga, dường như đã có sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Truyền thông nga cho biết, trinh sát hàm Ivankos thuộc hạm đội Biển Đen đã bị phía Ukraine tấn công bằng vũ khí tự hành, nhưng âm mưu này thất bại. Đáng chú ý, Sputnik News cho rằng các tàu không người lái USV tham gia tấn công có thể được phóng từ một căn cứ hải quân ở thành phố Ochakiv thuộc tỉnh Mykolaiv, nơi tiếp nhận sự hỗ trợ của Hoa Kỳ vào năm 2018. Các USV được điều khiển bằng mô đun internet vệ tinh Starlink tích hợp mà Kiev nhận được từ Hoa Kỳ. Nguồn tin cho biết thêm nguồn tin còn nói rằng ukraine đã nhận được một loạt tàu không người lái mới do phương tây sản xuất để thực hiện các cuộc tấn công ở biển đen cũng theo sputnik news vương quốc anh đồng minh của kiev và washington là nước có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo và sử dụng các tàu không người lái ở nhiều khu vực khác nhau trên các đại dương Bộ Quốc phòng nga vào hôm 24 tháng 5 công bố video cho thấy thủy thủ của trinh sát hạm Ivankurs đã khai hỏa súng máy ngăn chặn USV mang thuốc nổ đang tìm cách tiếp cận tàu này ở vùng đặc quyền kinh tế thổ nhĩ kỳ trên biển đen. Trong video, súng máy KBV 14,5 mm trên tàu Ivankurs khai hỏa nhiều loạt đạn nhắm vào USV Ukraine đang cơ động trên mặt biển. Một viên đạn bắn trúng USV ở khoảng cách khá gần khiến nó nổ tung. Quân đội của Ukraine đã thất bại trong nỗ lực sử dụng ba USV để tấn công tàu Ivankos thuộc hạm đội Biển Đen, khi nó đang làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an toàn cho đường ống khí đốt TurkStreams và Bluestreams trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết. Quân đội Nga hôm 26 tháng 5 công bố video trinh sát hạm Ivan Ivankos về quân cảng Sevastopol trong tình trạng nguyên vẹn, không có bất cứ hư hại nào sau vụ tập kích. Ivan Kurs là một trong hai tàu thuộc đề án 18280, có nhiệm vụ chính gồm trinh sát, thu thập dữ liệu tình báo tín hiệu, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, điều phối hạm đội, phát hiện và bám bắt tên lửa nhằm hỗ trợ hoạt động phòng không. Hiện phía Ukraine, Anh và Mỹ chưa phản ứng với thông tin mới của Sputnik News. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết các nước phương Tây đang tích cực thúc giục Ukraine bắt đầu phản công bất chấp hậu quả. TASS ngày 27 tháng 5 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Galuzin cho biết phương Tây đang tích cực thúc đẩy Ukraine tiến hành cuộc phản công này bất chấp mọi nguy cơ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho Kiev. Điều đó một lần nữa chứng minh rõ ràng rằng chính quyền của ông Zelensky và các đồng minh có ý định tiếp tục cuộc xung đột với Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Ông Galuzin không đưa ra bằng chứng cụ thể về việc phương Tây thúc ép Ukraine phản công. Hiện Kiev và các bên chưa đưa ra bình luận. Truyền thông quốc tế và chính phủ Ukraine khẳng định sắp tiến hành một cuộc phản công lớn trong mùa xuân và mùa hè sắp tới. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc các nước phương Tây công khai ủng hộ và đặt kỳ vọng vào cuộc phản công của Kiev chỉ cho thấy rõ Mỹ và NATO đang nhúng tay sâu hơn vào xung đột ở Ukraine, làm tăng nguy cơ chạm trán với cương quốc hạt nhân số một của thế giới. Kiev nói họ phản công để giành lại quyền kiểm soát đã mất trên nhiều vùng lãnh thổ. Gần đây, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, Thiếu tướng Kirilo Budanov cho biết các lực lượng của Ukraine hiện có vừa đủ phương tiện để bắt đầu phản công, giành lại quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ. Chúng tôi đã có vũ khí ở mức cần thiết tối thiểu. Tôi chỉ có thể nói rằng chiến dịch phản công sẽ sớm bắt đầu, Thiếu tướng Budanov nói trên đài truyền hình Nhật Bản hôm 23 tháng 5. Ông cho biết thêm, người dân vẫn đối mặt với khó khăn rất lớn và không thể lãng phí thời gian hơn nữa. Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nêu ý kiến, Ukraine không nên cố gắng giành lại bán đảo Crimea và quân cảng Sevastopol thuộc khu vực này. Ông nói, đối với Nga, việc mất Sevastopol sẽ là một mất mát nguy hiểm đối với đất nước, và tôi nghĩ điều đó có thể dẫn tới kết cục không mong muốn với thế giới hậu khủng hoảng Ukraine bán đảo Crimea, cung cấp cho Nga một cảng nước ấm, trong khi nước này chỉ sở hữu những hải cảng bị đóng băng vào mùa đông, gây khó khăn cho nỗ lực duy trì lực lượng hải quân đẳng cấp thế giới. Trong bài phỏng vấn được tờ Journal đăng ngày 26 tháng 5, cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger cũng nói rằng Ukraine nên gia nhập NATO sau xung đột. Theo quan điểm của ông, trật tự thế giới và tình hình ở Đông Âu đã thay đổi hoàn toàn sau khi Nga đưa quân qua nước hàng xóm vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Ông Kissinger nhìn nhận, Mỹ đã từng mắc sai lầm làm bùng nổ giao tranh ở Đông Âu, nhưng hiện giờ Washington có những bước đi đúng đắn. Theo cựu quan chức cấp cao Mỹ, trong nhiều thế kỷ, Nga đã có ảnh hưởng rất lớn ở khu vực, nhưng quan điểm của nước này đối với châu Âu có sự mâu thuẫn trong tư tưởng. Khi một mặt muốn phát triển mối quan hệ này để phục vụ sự phát triển của mình, mặt khác vẫn thận trọng với những mối đe dọa tiềm tàng từ phương Tây. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chính sự mâu thuẫn này cũng góp phần dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine. Và tôi nghĩ những đề xuất trong quá khứ của Mỹ về đưa Ukraine bước vào NATO là một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến cuộc chiến hiện nay, ông nói. Tuy nhiên, ông Kissinger đánh giá chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện nay đã làm nhiều việc đúng. Tôi ủng hộ họ về vấn đề Ukraine, ông cho biết. Vào ngày 27 tháng 5 hôm nay, ông Kissinger tròn 100 tuổi. Ông là quan chức duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từng giữ hai chức vụ là ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia. Ông được coi là nhân vật ảnh hưởng sâu rộng đối với nền ngoại giao Hoa Kỳ. Năm ngoái, ông Kissinger khiến Ukraine phản ứng giận dữ sau khi phát biểu tại một diễn đàn rằng Ukraine nên nhượng lại lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột và phương Tây không nên tìm kiếm một chiến thắng làm mất mặt Nga vì điều này chỉ càng gây bất ổn trật tự thế giới. Đài Ati đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 26 tháng 5 đã triệu tập các nhà ngoại giao Mỹ để phản đối về điều mà Moscow gọi là những tuyên bố khiêu khích của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quan chức Mỹ trên thực tế đã ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ Nga, bao gồm bán đảo Crimea và tỉnh Belgorod. Moscow bày tỏ phản đối mạnh mẽ với những nhận xét không thể chấp nhận được của ông Sullivan. Nga cho rằng, những lời ông chứng minh các tuyên bố trước đây của Hoa Kỳ về Washington không tán thành bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine và lãnh thổ Nga là đạo đức giả và không trục thực. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga còn viết rằng, vũ khí và thiết bị do Mỹ cung cấp đang được Ukraine sử dụng cho các hành động khủng bố. Tuyên bố nhấn mạnh, các hành động thù địch của Mỹ, nước từ lâu đã trở thành một bên trong các cuộc xung đột, đã đẩy quan hệ Mỹ-Nga vào cuộc khủng hoảng sâu sắc và nguy hiểm với những hậu quả khó lường. Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cảnh báo bất kỳ hình thức gây hấn nào chống lại Nga sẽ luôn bị đáp trả kiên quyết. Theo đài Ati, không rõ tuyên bố cụ thể nào của ông Sullivan đã dẫn tới phản ứng gay gắt của Moscow. Bộ Ngoại giao Nga không giải thích chi tiết. Tuy nhiên, vào tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, đã nói trên đài CNN. Washington không phản đối việc ký íp tấn công Crimea, bao gồm sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp. Ukraine, Mỹ và nhiều nước phương Tây xem bán đảo phương Nam này là một phần lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Ông Sullivan đã nói, chúng tôi không đặt ra những hạn chế đối với việc Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ của họ trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Ông nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng Crimea là của Ukraine. Tuy nhiên, Ông Sullivan đã không đề cập đến khu vực Belgorod của Nga trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN và vẫn khẳng định Washington sẽ không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng các hệ thống vũ khí của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26 tháng 5 khẳng định, Moscow không loại trừ khả năng Anh đã tham gia giúp sức trong các cuộc âm mưu tấn công của Ukraine. Trong một tuyên bố đăng trên website Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova cho biết, chúng tôi không loại trừ khả năng người Anh tham gia lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ các cuộc tấn công do chế độ ký íp thực hiện trên lãnh thổ Nga. Bà nói thêm rằng, London hỗ trợ ký íp thông qua việc cung cấp vũ khí, đào tạo quân nhân, cung cấp thông tin tình báo, tư vấn về tổ chức các hoạt động phá hoại và gửi lính đánh thuê. Bà Zakharova nói thêm, và năm ngoái, đại sứ Anh tại Nga, Deborah Bronet đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vì sự tham gia của Vương quốc Anh trong cuộc tấn công hạm đội biển đen của Nga. Người phát ngôn Zakharova nhấn mạnh, phía Nga có quyền đưa ra phản ứng thích hợp ở đâu và khi nào thấy cần thiết đối với sự thông đồng của London và Kyiv. Ukraine gần như không nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên lãnh thổ Nga, bao gồm ở các tỉnh biên giới và vụ UAV tập kích Điện Kremlin. Trong khi đó, Anh tuyên bố họ chưa từng là một bên trong xung đột, dù quyết tâm hậu thuẫn Ukraine về tài chính, quân sự đến chừng nào cần thiết. London gần đây đã gửi tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Kyiv và dự kiến giúp huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích phương Tây trong mùa hè này. Trong một cuộc họp được truyền hình Nga phát sóng ngày 26 tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đã đến lúc các doanh nghiệp Nga giành lại vị thế của mình ở thị trường nội địa. Tổng thống Nga nói thêm, Moscow không để lùi các công ty nước ngoài, mà các doanh nghiệp Nga đang thay thế một cách dễ dàng các công ty nước ngoài đã rút lui khỏi thị trường xứ sở Bạch Dương sau khi nổ ra xung đột ở Uganda. Tổng thống Putin nói, ngày này, doanh nghiệp trong nước, bao gồm các công ty vừa và nhỏ, đang tích cực chiếm lĩnh các ngóc ngách trên thị trường nội địa đã bị bỏ trống do sự ra đi của một số thương hiệu phương Tây. Trên thực tế, có hàng loạt công ty phương Tây vào năm 2022 tuyên bố rời khỏi Nga nhằm phản ứng với xung đột tại Ukraine, nhưng đã không thể tiến hành như vậy. Tờ Washington Post của Mỹ ghi nhận vào cuối tháng 4. Theo thống kê của trường kinh tế Kyiv, KSE, kể từ khi xung đột bùng phát, có 3.141 doanh nghiệp nước ngoài đã tuyên bố rời khỏi Nga. Nhưng 14 tháng trôi qua, báo cáo của họ KSE cho thấy 211 công ty đã thực sự rời đi, chiếm chưa đầy 7%. Trong khi đó, 1.228 công ty vẫn ở lại và hơn 1.200 công ty dù đã thu nhỏ hoạt động vẫn duy trì kinh doanh hoặc để ngỏ các lựa chọn của họ. Một nghiên cứu của Đại học Thánh Galen, Thụy Sĩ cho thấy chưa đầy 9% các doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu và G7 có công ty còn ở Nga đã rời khỏi đất nước này vào tháng 11 năm ngoái. Việc nhiều công ty phương Tây ngần ngại rời Nga dù do yếu tố chủ quan hoặc khách quan đã làm suy yếu đáng kể nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tăng sức ép lên nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ tới Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan vào tuần tới để tăng cường hợp tác xuyên đại tây dương về các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia. Hãng tin Anadolu trích thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26 tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Bộ trưởng Blinken sẽ tới Lulea, Thụy Điển từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, nơi ông sẽ cùng với Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và đại diện Thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai đồng chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Hội đồng Thương mại và Công nghệ Hoa Kỳ. EU để thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ xanh trên toàn cầu. Theo tuyên bố từ Washington, mục tiêu của cuộc họp là thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ sạch toàn cầu. Bên cạnh nỗ lực buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine, vấn đề cung cấp hỗ trợ cho ký cũng như thúc đẩy tăng cường hợp tác thương mại và công nghệ. Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ cũng sẽ gặp Thủ tướng Thụy Điển, Uffe Kristoffersen và ngoại trưởng Thụy Điển, Tobias Bilström trong chuyến công du. Sau đó, ông Blinken sẽ đến thủ đô Oslo của Naui từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, nơi ông sẽ tham dự một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao NATO để thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối ở Vilnius vào tháng 7. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các lá phiếu mới đã được in ảnh của hai ứng cử viên cuối cùng là đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan và lãnh đạo phái đối lập chính Kemal Kılıçdaroğlu một trong hai ứng cử viên sẽ trở thành tân tổng thống sau vòng bầu cử vào Chủ nhật ngày mai 28 tháng 5. Ủy ban bầu cử cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ YSK hôm 24 tháng 5 đã giới thiệu các lá phiếu 4 ngày trước cuộc bỏ phiếu quan trọng. Sự thể hiện mạnh mẽ của ông Erdogan trong vòng bầu cử đầu tiên đã khiến các chuyên gia tham dò ý kiến phải bối rối. Đa số họ cho rằng ông Klikdaroglu sẽ dẫn đầu trong vòng 1 với cách biệt nhỏ trên thực tế, ông đã tụt lại phía sau. Bên cạnh đó, Liên minh cầm quyền AKB của Tổng thống Erdogan đã giành được đa số trong quốc hội, mang lại cho ông một lợi thế khác. Ông Erdogan nhấn mạnh rằng lá phiếu dành cho ông sẽ giúp mang lại sự ổn định. Ngày 22 tháng 5, ông Erdogan còn nhận được sự ủng hộ của chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn, ông Sinan Organ, người bị loại khi về thứ ba trong vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 24 tháng 5. Đối thủ của đương kim Tổng thống, lãnh đạo đối lập Kilik Daroglu có sự hậu thuẫn của một liên minh sáu đảng bên cạnh sự tán thành của đảng HTB ủng hộ người Kurds. Mặt khác, bất lợi của ông Erdogan bao gồm những chỉ trích liên quan đến khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng vọt và tình trạng xử lý chậm của chính phủ sau thảm kịch động đất hồi tháng 2. Tuy vậy, những người ủng hộ Tổng thống Erdogan vẫn tin tưởng ông đem tới lời giải cho các vấn đề này. Ông Erdogan đứng trước thử thách lớn nhất sau hai thập kỷ nắm quyền. Cuộc bỏ phiếu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng 5 được xem là đợt bầu cử quan trọng bậc nhất trong năm nay, giúp định hình mối quan hệ của Ankara với nước hàng xóm Nga, với khu vực Trung Đông và với phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ, nước thành viên của NATO, có dân số gần 87 triệu người, được xem như cầu nối giữa hai lục địa Á-Âu và kiểm soát những eo biển quan trọng ở Biển Đen. Tiếng nói của Ankara có sức ảnh hưởng đáng kể tại khu vực và trên thế giới, nhất là khi họ đã nỗ lực làm trung gian trong nhiều cuộc đàm phán gần đây. gần 1,9 phiếu bầu của kiều bào Thổ Nhĩ Kỳ ở hải ngoại đã được gửi về thủ đô Ankara hôm 26 tháng 5. Số phiếu này được niêm phòng và chỉ được kiểm tra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất cuộc bỏ phiếu cuối cùng để bầu cử Tổng thống vào ngày 28 tháng 5. Số phiếu được tập hợp từ 167 cơ quan ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ ở 73 quốc gia khác nhau. Những phiếu này sẽ được giữ trong một khu vực an toàn tại trung tâm triển lãm Ato ở Ankara. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 14 tháng 5, Tổng thống đương nhiệm Erdogan đã nhận được 49,5% ủng hộ, chỉ còn thiếu một chút để giành đa số cần thiết. Ứng cử viên Kılıçdaroğlu đại diện cho Liên minh 6 đảng đối lập, nhận được 44,9% ủng hộ và bước vào vòng 2. Ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc, Sinan Ongan đứng thứ 3 với 5,2% ủng hộ và đã bị loại, sau đó tuyên bố ủng hộ ông Erdogan. Nếu 5,2% cử tri ủng hộ ông Ogan dành phiếu bầu cho Tổng thống Erdogan, nhà lãnh đạo lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba. Tuy vậy, sự thể hiện của ông Kılıçdaroğlu có thể là ẩn số gây bất ngờ. Oman ngày 26 tháng 5 làm trung gian cho một cuộc trao đổi tù nhân đáng chú ý giữa Bỉ và Iran. Theo đó, phía Bỉ phóng thích một nhà ngoại giao Iran bị bắt giam, liên quan âm mưu cài chất nổ thất bại. Đổi lại, phía Tehran thả tự do cho một nhân viên cứu trợ người Bỉ bị buộc tội làm gián điệp. Cụ thể hơn, nhà ngoại giao Iran Asadullah Asadi đã bị kết án tại Bỉ vào năm 2021 vì liên quan đến một âm mưu cải chất nổ thất bại ở Pháp và bị kết án 20 năm tù. Còn nhân viên cứu trợ Oliver Van de Kesteler, 42 tuổi, đã bị bắt trong chuyến thăm Iran vào tháng 2 năm ngoái. Ông bị kết án 40 năm tù vào tháng 1 năm nay, cộng thêm phạt 74 roi với nhiều tội danh bao gồm hoạt động gián điệp. Cả hai quốc gia đều bác bỏ những cáo buộc chống lại công dân của họ. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, nhà ngoại giao Asadi đã trở về Tehran. Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Kosovo đã tiến hành bảo vệ các tòa nhà công ở thị trấn Bắc Vekan vào thứ Bảy ngày 27 tháng 5, sau khi các cuộc lục độ nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình ở nơi có đa số người Serbia sinh sống. Tối 26 tháng 5 trong các vụ đụng độ, cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông, những người cố gắng ngăn thị trưởng mới đắc cử bước vào văn phòng của ông. Thị trưởng được bầu sau cuộc bỏ phiếu hồi tháng 4, tuy nhiên bị đa số người Serbia ở Kosovo tẩy chay, theo Reuters. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và ra lệnh các đơn vị tiến gần biên giới với Kosovo sau các cuộc đụng độ. Hoa Kỳ và các đồng minh đã phản đối Kosovo gây căng thẳng leo thang với Serbia, nói rằng vì sử dụng vũ lực để bổ nhiệm thị trưởng ở các khu vực người Serbia chỉ làm tình hình chuyển xấu. Anh, Pháp, Ý, Đức và Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi chính quyền Kosovo lùi bước và giảm leo thang. Người gốc Albania chiếm hơn 90% dân số ở vùng lãnh thổ Kosovo, với người Serbia chỉ chiếm đa số ở một số khu vực phía Bắc. Chuyển sang các tin tức khác, một hành khách trên chuyến bay của Asiana Airlines nói với cảnh sát rằng ông đã mở cửa máy bay vài phút trước khi phi cơ hạ cánh ở Daegu, Hàn Quốc vào hôm 26 tháng 5 vì cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Yonhap dẫn nguồn tin từ sở cảnh sát Daegu cho biết Người đàn ông khoảng 30 tuổi nói với cảnh sát là muốn nhanh chóng xuống máy bay. Người này nói thêm, bản thân bị căng thẳng sau khi mất việc gần đây. Người đàn ông đã mở cửa khi máy bay ở độ cao khoảng hơn 200m so với mặt đất, khiến hành khách trên máy bay hoảng loạn. 9 hành khách đã được đưa đến bệnh viện với các vấn đề về hô hấp. Tất cả đã được xuất viện sau khoảng 2 giờ, một quan chức ở Daegu cho biết. Theo John Háp, cảnh sát có kế hoạch bắt giữ người đàn ông mở cửa máy bay sau khi cuộc điều tra kết thúc. Người dân vùng Murcia của Tây Ban Nha hôm 25 tháng 5 quay lại khoảnh khắc đáng sợ khi một ô tô bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Đoạn phim cho thấy người lái chiếc ô tô màu đỏ cố gắng băng qua một con đường ngập nước. Tuy nhiên, phương tiện nhanh chóng bị nước cuốn đi. Những cơn mưa xối xả bắt đầu trút xuống vùng ven địa trung hải của Tây Ban Nha, khiến nhiều con đường hóa thành sông sau khi xứ sở Tót trải qua hạn hán kéo dài. Mưa lớn cũng bao phủ miền trung Tây Ban Nha, gồm khu vực bên trong và xung quanh thủ đô Madrid. Đầu tuần này, chính quyền Tây Ban Nha đã đóng cửa các trường học và nhiều cơ sở công để đề phòng nguy hiểm sau khi mưa lớn kéo dài khiến các tầng hầm bị ngập. Theo cơ quan thời tiết Tây Ban Nha, mặc dù đợt mưa đã gây ra hỗn loạn và dẫn tới thiệt hại kinh tế, nhưng đây cũng là cơn mưa vàng được nhiều người chào đón ở Tây Ban Nha trong bối cảnh nước này đang trên đà ghi nhận mùa xuân khô hạn nhất kể từ thống kê dữ liệu năm 1961. Giới chức và người dân Mexico đang hồi hộp theo dõi hoạt động của núi lửa Popocatépetl, hùng vĩ. Hiện giờ khói và cho bụi vẫn thải ra không ngừng từ miệng núi lửa. Tuy vậy, hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 5, nhà chức trách Mexico xác nhận không phát hiện thêm vòng dung nham nào bên trong miệng núi lửa. Ủy ban giám sát khoa học Popo của Mexico cho biết, trong những ngày tới, núi lửa dự kiến sẽ tiếp tục phun cho bụi, hoạt động địa chất tiếp diễn mạnh mẽ. Popocatépetl có nghĩa là ngọn đồi nhà khói trong ngôn ngữ bản địa, là một trong những ngọn núi lửa được giám sát chặt chẽ nhất trên thế giới vì nằm gần nơi sinh sống của hàng triệu người. Một vòi rồng lớn đã hình thành ngoài khơi bờ biển Anabis ở ngôi làng Isla Morada, bang Florida, Mỹ. Theo dịch vụ thời tiết quốc gia, mưa rào và rông bão đã càn quét khu vực vào tối thứ Sáu ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương nhưng không gây nguy hiểm nghiêm trọng. Xa hơn về phía bắc tiểu bang, cảnh báo lũ quét đã được ban hành ở hạt Miami-Dade cùng ngày 26 tháng 5. Cơ quan khí tượng Mỹ cũng cảnh báo về gió giật mạnh Sấm chớp, lốc xoáy và mưa đá nhỏ có thể xảy ra ở khu vực vào cuối tuần này. Thưa quý vị, cơ quan quản lý khí quyền và đại dương quốc gia Mỹ NOAA vào ngày 25 tháng 5 dự báo Mỹ có thể đón 9 cơn bão hình thành trên đại Tây Dương năm nay, trong đó thì dự báo là có từ 1 đến 4 cơn bão lớn đổ bộ đất liền trong thời gian khoảng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11. Sau 6 năm Mỹ đón mưa bão với tần suất khá ổn định. Năm 2022 là một ngoại lệ, cơn bão mạnh nhất năm ngoái là Ian với sức gió hơn 240 km/h đổ bộ vào Florida và Nam Carolina. Năm nay, cơ quan NOAA ước tính có 93% khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết El Nino trong mùa mưa bão. Trong thời gian diễn ra El Nino thì gió thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo chậm lại và nước ấm bị đẩy về phía đông, khiến nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn và làm tăng khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh hơn. Chuyên gia tại NOAA cho biết, nhiệt độ bề mặt Đại Tây Dương ấm hơn so với năm ngoái và tương đương mức của năm 2020. Trung tâm phóng vệ tinh tiểu tuyển ở tỉnh Cáp Túc của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập toàn hệ thống vào thứ Sáu ngày 26 tháng 5, chuẩn bị sẵn sàng cho vụ phóng tàu của người lái thần châu 16 lên trạm vũ trụ thiên cùng của Trung Quốc. Trung tâm phóng đã kiểm tra chức năng của tàu vũ trụ thần châu 16. Một cuộc thử nghiệm trùng đã được tiến hành đối với các nhân sự, tàu vũ trụ tên lửa và hoạt động trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở trạm vũ trụ Thiên Cùng, ba phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu 15 hiện đang ở trong tình trạng tốt và đang chuẩn bị cho chuyến đi trở lại trái đất vào tháng tới sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 tháng trong không gian. Vừa qua, trung tâm phóng tiểu tuyền cũng tiến hành diễn tập chuẩn bị cho cú đổ bộ của tàu Thần Châu 15, bao gồm tập huấn tìm kiếm cứu hộ Tập đoàn Mỹ SpaceX vào dạng sáng ngày 27 tháng 5 đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 mới nhất của hãng từ trung tâm phóng thuộc bang Florida. Tên lửa mang theo vệ tinh Arabsat BADA-8 vào quỹ đạo. Thông cáo của SpaceX cho biết, vệ tinh BADA-8 nặng khoảng 4.500 kg và sẽ đi vào quỹ đạo địa tính trái đất khoảng 35.700 km. Việc phóng vệ tinh này sẽ giúp cung cấp dịch vụ truyền hình và phát sóng ở Trung Đông, châu Âu và Bắc Phi Tàu hỏa chạy ba đêm giữa Borussia và Berlin đã được khai trương trong tuần này bởi công ty đường sắt Hà Lan, Bỉ có tên European Sleeper. Đây là nỗ lực của châu Âu để cung cấp các lựa chọn di chuyển thay thế cho hàng không, vốn là tác nhân gây ô nhiễm đáng kể. Chuyến tàu giường nằm đầu tiên đã rời Borussia lúc 7 giờ 22 phút tới ngày 26 tháng 5 và đến Berlin lúc 8 giờ 1 phút sáng hôm sau. Hành khách đã được phục vụ rượu sâm bành trong dịp khai trương chuyến tàu. European Sleeper được thành lập vào năm 2021 và hành trình Brussels đến Berlin là tuyến tàu đêm đầu tiên mà hãng khai thác. Nhiều tuyến khác sẽ được mở rộng đến Dresden và Praha vào năm 2024. Tàu hỏa là một cách hay để du lịch, đặc biệt là bằng tàu đêm. Đó là một cách rất dễ chịu, rất thoải mái và cũng mang lại cảm giác phiêu lưu. Ông Chris Engelman, đồng giám đốc của European Sleeper cho biết. Ông nói thêm rằng việc thiết lập dịch vụ gặp khó khăn vì thiếu sự phối hợp giữa mạng lưới đường sắt của các quốc gia. Chúng tôi nghĩ rằng có những thách thức lớn trong quy trình hành chính. Mỗi nước đều có các quy tắc khác nhau và đôi khi thật mệt mỏi với thủ tục quan liệu, ông Ingersman nói. Nhà đồng sáng lập hãng tàu cho biết, ông nhận được trợ cấp của Bỉ để phát triển dịch vụ. Dự kiến, chuyến tàu ban đêm sắp tới từ Amsterdam đến Barcelona sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa xuân năm 2025. Vào tháng 1 năm nay, các lãnh đạo Ủy ban châu Âu đã bày tỏ ủng hộ phát triển các dịch vụ tàu hỏa ban đêm nối giữa Đức, các nước Bắc Âu, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các chiến hạm đã diễu hành ở ngoài khơi thành phố New York ngày 24 tháng 5 vừa qua trong sự kiện thường niên tuần lễ hạm đội New York 2023. Cuộc diễu hành hướng tới ngày tưởng niệm ngày 29 tháng 5, dịp nước Mỹ vinh danh các quân nhân đã hy sinh khi phục vụ trong lực lượng vũ trang. Cùng với ba tàu hải quân Hoa Kỳ, hai tàu cảnh sát biển và bốn tàu của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, cuộc diễu hành còn có sự tham gia của ba chiến hạm của Canada, Ý và Vương quốc Anh. Nhóm tàu đã đi qua tượng nữ thần tự do, khu vực Fort Hamilton và trung tâm thương mại One World gần 2.400 thủy thủ có mặt trên các chiến hạm này. Sự kiện mang tính biểu tượng kéo dài đến thứ ba ngày 30 tháng 5. Kính thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin nóng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.